Bonsoir. Bonsoir tout le monde, ça va? Bonsoir monsieur, ça va, merci. Bon, ça va, merci. Concernant la vidéo que Thierry a demandé, hein, je vais envoyer ce soir, je plaide, pardon, à appliquer la vidéo. Cảm ơn chị chụp lắm chị hợp đồng của mình. Bon, alors, dân ông vous commencez dân man hiện cả bị ngày môn nhé là vendredi dernier on a parlé de qui on travaille sur ce qui c'est qui nhưng cơ hội nó c'est qui Michel. c'est qui bên này kia Ryan Perret, ok Lauren. oui c'est Lorraine Perret cet article parle de cet article de journal parle de JPA. L'article. Parle de. Oui, raconte de. Très bien. Cet article parle de sa journée. Ou elle raconte de sa journée. Oui, très bien. Donc, la dernière fois, on a déjà fini l'exercice 9, c'est ça? Maintenant, il y a un maintenant, l'exercice 9. Oui. OK. Alors, et concernant le on, comme tu m'as dit, on se met dans l'œil. Jamais. Nous. OK, on se met dans nous, né? Mais quand on conjugue, quand on conjugue, giờ bây giờ bài dùng bài mấy Bài dùng bài nhục. Il ou elle. Well. pluriel singulier pluriel il elle singulier pluriel Sanglier. Singulier Sanglier. très bien singulier singulier ok très bien alors une petite production orale né? Voilà speaking né? Question 10 né? Et vous le matin qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites le matin? Qu'est-ce que vous faites le matin? Ça va, vous comprenez la question? Vous comprenez de la question, hein? Oui. OK. Je vous laisse un petit peu de temps, 2 minutes, hein? Pensez un petit peu, qu'est-ce que vous faites, hein? Préparez votre phrase. Qu'est-ce que vous faites le matin? 2 minutes. Vous pouvez prendre l'exemple de Madame Lorraine, si vous voulez.
Bon, alors, c'est bon? Qu'est-ce que vous faites le matin? Peter Trong, le matin, ce monstre, du riz avec poulet. Je mange du riz et du poulet. Très bien. C'est tout. Ouais, c'est tout. Ouais. Les autres? Et les autres, merci. Qu'est-ce que vous faites? Oui, monsieur, ce matin, je me réveille travailler vers 6 heures. Après cela, je me brosse les dents et je me confie. Après cela, je prends petit déjeuner. C'est OK. Bien. Très bien. En fait, Rong, nhà ca, sau em chơi chơi cái, chơi nhà tụi mình này. Vì mình sẽ cái hay đâu mình sẽ. Bất cái hay vui ta. Nó bắt đăng không? Sẽ được chở bạn nào. Bạn nào chụp hình click bài chụp click chụp. Nào chụp cái hai và ta chụp click nào vui. Ok, lấy rốt đẹp xinh. Pour moi, à matin, je prends une douce, ce mange du dîner. Je prends le petit déjeuner. Hein? Je prends le petit déjeuner. OK? Oui, monsieur. Deux chị Minh. Dương cả bị nhắm thời tiết về bật không nước miền bắc thời tiết thời tiết này khó mới sợ mà gì lời mà tăng giờ mơ hơi vay á ông thơ cắt thơ e căng ở sang cờ, giờ mơ lại vào, giờ phải đuổi phải đờ exercise, giờ mơ phô xe lại đón, giờ mong giờ mơ brosse lại đón, giờ mơ brosse lại đón, giờ mong giờ đuổi hi ăn thơ sister a setter maximus okay dương ai vậy ta this quatre à nè bọn dương vậy ông cầm rõ cái vậy ông nè nè cầm cái biểu thừa ta bởi vậy ông thôi có ớt khó này còn ha tầm nãy dương vậy sẽ liên mùi tới nè và hai chị vé nhưng gì bảo vệ vé này không nhỉ? Nhưng cứ nhờ thì làm vé nó vỡ chẳng mà ai gì mong buồn ai gì buồn để ti buồn pram để ti ấy nó làm vé nó vỡ nó rồi có vé sitter nè bởi dương pram bị á bởi dương a sitter mong cứ một bao cột mong nè a sitter mà tên bởi dương bảo vệ vé
mình lấy thá bia mình cốt tiền thì ai mùi tí bình tí bình tí đàn tí dù một vụ 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 tí hay dân tử nè. Ok nâng phở biệt vẻ nè vẻ. Ok rồi có môn nâng của bạn này vẻ nó với ai mong phụng bảy ha phụng bùi phân lý đúng của bạn này nè vì ớt cốt mong tí. Ok bông hai biến dư nâng riêng tệ tôn nâng biệt tệ tôn nâng scam hiệp dừng vậy. Ok lưu mà tăng nhưng bạn phải nâng hỏi thầy á tại vì mình là bê thay tỏ những thời tiết hay hay là xin những thời tiết. Ok alo on va travailler ensuite sur activité d'écoute. C'est l'activité d'écoute. Qu'est-ce que vous voyez sur la photo? And below. Okay. In fair, du vélo. C'est qui fait du vélo? C'est qui fait du vélo? Une femme. Oui, c'est une femme. Très, c'est une femme. Mais une femme, elle s'appelle comment? On ne sait pas. Nhờ con đợi mình đấy. On verra. Nhờ mình sẽ đọc. Ok? Ok? Đó. Oui, donc, monsieur. Thomas, tu peux lire la, le titre du document B. Un rendez-vous matinal. 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 Je suis. Je suis sans retard. Oui, je suis en retard. Il y a un problème, je suis en retard. Je suis sans retard. Ok, alors, un rendez-vous matinal, ça va, rendez-vous? Matinal? Ça veut dire? Oui, le matin. Matinal, ça veut dire le matin. Un rendez-vous de matin. OK? Et je suis en retard. Ça veut dire quoi? Par exemple, Dương Minh rendez-vous à 9h. Peut-être, il est 9h, mon bonheur, mais Dương tầm nâu tạm pleu. Dương Minh vậy là je suis en retard. Nhóm con thơm này. Đúng. Mà thay là Dương châu riêng mong buồn. Châu riêng mong buồn mùi cả là. Hay buồn mùi cả là. Chạp đàm hay sẹp mong buồn. Chỉnh phở là bạn dùng vào đó thế này. Hay dùng vậy ta. Pardon monsieur, pardon madame, je suis en retard. Oui, sorry, I'm late, monsieur. Ok. Chẳng, je suis en retard, mình đây ta. I'm late. I'm late. Ok. Chẳng, I'm late. Late. Không lấy, late. Nó so A, mà so A. Nó, A. Nhưng cài này là gì tới. Không lấy. Bon. Très bien. Bon, en fait, il y a deux dialogues, vous voyez. Il y a dialogue 1, dialogue 2. Question 1. Thierry, tu lis, s'il te plaît. Question 1. Qui? Question 1. Qui parle? Où sont ces personnes? 1, dialogue 1. B, dialogue 2. Très bien. Qui parle? Et où sont les person à chân giả lộc án cơ dương tờ chloi vì nè nè vậy đấy chloi tiền pi nữa giả lộc án chloi tiền pi sầm nồi giả lộc đứa có chloi tiền pi sầm nồi hàng liền đấy tao không ai cứu tề ông chưa bị chia tích viên miên tầm nè tầm nón chung môi nâng text để dương án môn nặng nè
text đại dương an nơi càng chế nữa bên internet ở kia. Ta, chuẩn bị ông bà có món gì mà thằng nó. Ta. Unité 5. C'est quoi le programme? Page 77, document B. Un rendez-vous matinal. Dialogue 1. Pardon, monsieur, vous avez l'heure, s'il vous plaît? Oui, il est 9h moins le quart. Oula, je suis en retard. Merci, monsieur. Plus vite, plus vite! Dialogue 2. Allô, Lorraine, c'est Rémi. Tu es où? Nous avons rendez-vous à 9h avec Monsieur Barbier. Oui, oui, je sais. Quelle heure il est? Il est 9h05. Et Monsieur Barbier est toujours à l'heure. Oui, oui, je sais. Mais moi, je suis en retard aujourd'hui. À quelle heure tu arrives? Avant 9h30? Oui, je vais arriver à 9h15. Tu peux préparer un café? Il adore notre café. Bien sûr, oui. Mais tu te dépêches, s'il te plaît. Oui, oui, je me dépêche. À tout de suite. À tout de suite. Alors, il y a l'autre qui parle. Alors, hein, c'est qui parle? Qui parle à qui? Madame parle à monsieur. Notez, somme notez. C'est? Madame. Madame et monsieur. Madame. Madame, elle s'appelle? Elle s'appelle Lorraine. Oui, c'est Lorraine. Né? Une femme, elle s'appelle Lorraine, parle avec le monsieur. Né? Avec le monsieur. Ils sont où? Ils sont où? Nơi nào? Nơi trong thôi bên sẽ. Ở khoa sĩ. Ils sont dans la. Ils sont dans la rue. Ils sont dans la rue. Très bien. Dialogue 2. Qui parle à qui? C'est Rémi parle. Rémi parle. Avec Lorraine. Hein, Rémi parle avec Lorraine. Pas quoi? Directement? J'ai eu toi, mais... Non, monsieur. Téléphone, monsieur. Téléphone. Rien, pas téléphone, pas téléphone. Rien. Et Rémi, il est où? Rémi, il est là. J'ai capté. Rémi, il est? Il est au café. Au café, non. En français, en français. Ah oui, mais en français. Office puis en anglais. Ma non. Au bureau, ça va? Au bureau, non? Au bureau. OK.
Et Lorraine, elle est où? Lorraine, elle est où? Matin. Non, bên dưới đến Lorraine này nè. Còn ở tiền. Bởi giờ lộn án còn elle est dans la rue, giờ lộn đứa con nơi tiền. À đông xưa. Elle est où? Còn nơi tạm lời. Très bien, elle est dans la rue. Ou bien, elle est en route. Elle est en route. Ok, elle est en route. Chúng ta dùm nói cho không chán, nhưng ai chạy mở mà. Ok. Đông, khó khăn hình tích. Đông là hủy, mình thả còn mình thơ đùm nả, ấy tế còn là lực lời nâng mộ. Chứ mình thả nó không giả lọc án, còn chốc xuống máu. Giả lọc, đó bỏ, bỏ rộng mà nét. Xuống máu bỏ rộng mà nét. Nên chứ còn như người ta, ý xong đông là hủy. Mẹ đó giả lọc đứa, còn có phương tài thư bùm nả, và đá. Và đã gọi telephone tới Remy đây cũng gọi và đã chẳng ông vừa tí ai lẽ on route nơi tạm lời nè ông mà thay dương nơi tạm lời tới cái lại nam bố dương gì đó sử suy on route nè mà ta bởi dương cũng chụp nơi nã dương vậy ấy được gọi thuê nơi nã nơi con ông nơi lời lời nắng dương vậy thế sử suy đón lá với chung môi dương tầng nè à nó ngờ phiêu khóc nia lại nè còn đấy đó bông ông vai cứ tiếp ăn con phó đón tiếp nè ông vai hãy phong ở là question 2 et 3 ok chẳng ra tu peux lire s'il te plaît question 2 2 quelle question pose la femme trois quelle réponse que répond l'homme a il est neuf pour non pas mon le cas dịp chụp chặt tin á, sau F ní nữ an chọp mũ A cả đó, nhưng tự chân nhà sau V cả đài, chọp hẹp với nó, ta em chụp chặt tiệt bằng tiền đó, chân V over, number, 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 ok, ok, vô sầm nú, question, đưa về khó, toàn nè, quel question pose la femme, ça va? Vô. Quelle question? Quelle question? La femme pose quelle question? Par exemple, je suppose, qu'est-ce que tu fais le matin? Quelle question pose monsieur? Non? Chẳng ở khi dân gặp thầy, oh, monsieur pose la question, qu'est-ce que tu fais le matin? Vô lấy lại nè. Oui, monsieur. Ok. Chẳng ở phụ tòa máu, question 3, que répond l'homme? Chẳng kéo rơi nè. Répond, sao hả? Enter. Chẳng l'homme có répond quoi? Il est 9h moins le cas, il est 9h ou il est 9h et 4. Novement le cas maintenant moment bonne planète
Non, il est 9h15. Bốn. Il est 9h. Il est 9h moins le quart. Moins 9h15. Còn lực ca đọc ra một tí, muôn muôn cái này thật quá. Chân khoa đọc ra một tí tiết máu. Màu buồn. Chân mình này ra máu. Bởi sai phim. Sai phim. Bởi sai phim. Giác nữa. Ráng như tờ chân. Ok, chân. Nhưng sao nó tiết tạo. Unité 5. C'est quoi le programme? Page 77, document B. Un rendez-vous matinal. Dialogue 1. Pardon, monsieur, vous avez l'heure, s'il vous plaît? Oui, il est 9h moins le quart. Oula, je suis en retard. Merci, monsieur. Plus vite, plus vite! Alors. Quelle question pose la femme? Snap on the sea, vous plaît. Pardon, monsieur. Pardon, monsieur, ok. Vous. Vous fouez. Non, non, t'es là, non, t'es là, non, t'es là. Unité 5. C'est quoi le programme? Page 77, document B. Un rendez-vous matinal. Dialogue 1. Pardon, monsieur, vous avez l'heure, s'il vous plaît? Oui. Vous avez l'heure, s'il vous plaît. Très bien, très bien. Pardon, monsieur, vous avez l'heure, s'il vous plaît. Ok, c'est bien. Bon. Et l'homme répond, Yomina, A, B ou C? Ah, monsieur. Très bien, A, il est 9h moins le quart. Il est 9h moins le quart. Ensuite, on va écouter dialogue 2. Hein? Soupin, tu lis s'il te plaît, 4. Oui, monsieur. 4. Pourquoi Rémi appelle Lorraine? Quand on complète les phrases avec les heures à Lorraine à rendez-vous Lorraine à Lorraine à rendez-vous à B Rémi appelle Lorraine à C Lorraine và arrive à ok đứng tiếp tục được mau cần mở nhé cái này question sai ok alors question 4 pourquoi Rémi appelle Lauren appelle call đó pourquoi nhé pourquoi sáng giờ ngọ mau Lauren à rendez-vous à quelle heure Rémi appelle Lauren à quelle heure nhé moment et Lorraine va arriver à quelle heure? Ok? Tant. Il est 9h moins le quart. Oula, je suis en retard. Merci, monsieur. Plus vite, plus vite. Dialogue 2.
Allô, Lorraine, c'est Rémi. Tu es où? Nous avons rendez-vous à 9h avec Monsieur Barbier. Oui, oui, je sais. Quelle heure il est? Il est 9h05 et Monsieur Barbier est toujours à l'heure. Oui, oui, je sais. Mais moi, je suis en retard aujourd'hui. À quelle heure tu arrives? Avant 9h30? Oui, je vais arriver à 9h15. Tu peux préparer un café? Il adore notre café. Bien sûr, oui. Mais tu te dépêches, s'il te plaît. Oui, oui, je me dépêche. À tout de suite. À tout de suite. Alors, pourquoi Rémi appelle Lorraine? Pourquoi? Pour? Pour? Monsieur Barbier. Non, có mình dễ và tay dừng cất tới. Nó tạm sạp nữa, nhiều cất tới này. Phụ quá. Écoutez encore une fois, écoutez la question. Sạp sử dụng lại điện thoại. Ok, chụp. Dialogue 2. Allô, Lorraine, c'est Rémi. Tu es où? Ok, question, c'est quoi? Tu es? Tu es où? Tu es? Tu es où? Non, non, non. Non, t'es. Allô, Lorraine? C'est Rémi. Tu es où? Tu es? Par exemple, Dương Miên rendez-vous, par exemple, Dương Miên rendez-vous, chúng tôi bắt kẻ dính. Vous avez rendez-vous avec votre ami. Et puis, c'est là, dans ma main, c'est presque là. Et puis, vous téléphonez, vous appelez votre ami. Vous demandez quelques questions. Il ne sait pas comment. Parce qu'il ne sait pas comment. Je leur demande. Vous connaissez bien. Mais je connais bien. Tu es. Non, non. Non, non. Oui, oui. Alors, français, c'est quoi? Tu es où? Où? Tu es où? Ça va? Oh, oui, non? Oh non. Tu es où? Ça va? Tu es où? Donc, Rémi appelle Lorraine pour elle. Quoi sur le genre de ma vie pour elle? Pour? Pour? Pour savoir, là mày đăng ú hay là đăng thật quật này nè. Rémi appelle Lorraine pour savoir où elle est, nè. Là mày đăng thật quật này nè. Ok? C'est ça la réponse. Comprenez? Oui, monsieur. Ok, 5. 5. Lorraine, un rendez-vous à quelle heure? Lorraine, un rendez-vous à quelle heure? Ok, très bien. Un over. Ok, un over. Rémi appelle Lorraine, hein? Rémi appelle Lorraine, hein?
Cảm ơn Tiên. Doc 2. Allô, Lorraine, c'est Rémi. Tu es où? Nous avons rendez-vous à 9h avec Monsieur Barbier. Oui, oui, je sais. Quelle heure il est? Il est 9h05. Quelle heure? 9h05. Très bien. 9h05. Hein? Il est 9h05. Né? Et Lorraine va arriver à 9h15. OK. Toi. Oh, bien sûr. Et à đây quay đó là chị việc quen gì à đây với chị có chị làm mình ăn rong rong đi bu đây rong đi bu nè việc về nhé can ăn chụp à đây về sao mà bây giờ thay gì ok lấy chị nha chị nói xé chè xó nè chè xó. Bon. Ah, ok, question 6. Monsieur. Bah, oui. Monsieur, nhà audio đang bàn ở trong Telegram. Ok, chăm chú nha. Ok, chăm chú. Ok, chăm chú nha. Ok. Bon. Alors, yên to màu 6. Rong tùy lý sẽ được 6. Lorena và Petra. À, nà và lực con nó vòng lý hà lơ xế con rơ tà. Ok. Alo. Lorraine va être en avance. À l'heure ou en retard? En retard. Très bien. En retard. En avance, nhưng đắng ấy nè. À lỡ, sao? Chứ vì mình muốn toàn máu, muốn máu, toàn máu, hay là dịp, ok? Set. Se dépêcher. C'est aller vite, aller lentement ou tomber. Quand il est déjà en retard. Oui, oui, je me dépêche. Quand il est bien. Rémi, quand tu dépêche-toi, hein? C'est déjà l'heure. Et Loïc, quand tu oui, oui, je me dépêche. Né? Se dépêcher. Mais t'as mis. Dans ma main, bon, t'as l'air de mettre. Pas dans ma main, t'as mis. Không bị phê lắm chứ. Bị phê. Nhưng mà tôi mới tới kia vô thăm bệnh viện. Ai lại tweet ta?
Bây giờ lấy viết bình nhà tay nhá. Mình chân. Thế. Còn đấy, ali viết. Sao á? Sao vậy, sư? Alo, như mơ khẳng cáo. Vì? Cho ali lòng long term mong nắng lấy thầm mạch chạy. Long term mong slow, slowly. Weaving. Chứ ai dạy tha internet march long term mong. Internet đa dự. Đó, long term mong. Làm mấy? Bị một tổ xe tầm và tầm về. Tổ mấy sao mắc tầm về? Tầm về lấy xa lý. Đã tròn ở sở bỏ chế ngay tầm về. Đùa. Thế à? Bộ thật tẹo là được chứ. Đi bàn nữa. Mất tiện tôi mình bỏ. Nhưng người tham làm. Lời telephone này tôm bế bạp tiện. Chúng sắp thẹp lời đấy. Ok. Thẹp dương trong che ở biển đó nghe. Lời thứ ho nhưng phải bị tôm bê mỗi lời dùng váy mà đi ai mơ này bán là thứ ho lời sạc mở bị tử ô tôm bê mình trai mẹn nè tôm bê mẹ chẳng Vì ai system. Ok. Này. Tombe amoureux. Tombe amoureuse. To fall in love. Yeah. Tombe enceinte. To get pregnant. Này. Nhớ search internet. Tombe malade. Lẹt luôn chữ. Tombe mình lấy chợ. Nhưng ra bạn. Tombe en panne. Break down. Này chân thật. Ok. Let's say tombe. Let's go. Mình là tụng với cháu bạch khóa. Let's say tombe. Dương ác sơ internet mơ bàn á. Mơ bàn. Ai vào sân dì dương. Do ta là lớn. Theo. Corrigé. Text. Français. En ligne. Theo. Correction de texte en ligne. Ok, là dân xa bay mon téléphone là dân phở mô hay phở mà téléphone é tôm bế ba tè bớt khó là dân chắc có gì mà chẳng thì tới anh ấy dân riêng mà hiện thờ rồi này nữa. Trong dung mà. Biệt trà hỏi. Biệt trà hỏi tầng học. Chụp mấy website đi tế. Chụp. Corrector Dr. Graf được tầm mẹ đi. Mời đi bên. No. Mẹ đi. Chào mừng sư. Nắng vi ca hỏi nữa. Vi ca hỏi mấy nhờ vi ắt ca hỏi tí. Vi ok đi. Chụp mới xa mà. Mà telephone. Tập bắt telephone masculine ấy nè. Tên sư xa. Xa đặt mà telephone đó vi ca hỏi. Đồn bế. Bá.
Yeah. Okay, bia đã dừng ai. Nhi bán vì miền tập gọi vài bàn tập buôn nổi ha, bia đi. Chân về phía. Okay, cái việc cài nè, cái thằng ER đưa cái mẹ đưa group luôn nè, mà telephone này masculine sang gì vậy? Cái việc chat này nó chia masculine sang gì vậy thì chân dừng do mong telephone. Là phải dừng do mong cháu nhưng anh ấy tỏ tình. Cái dương vai biển. Mong telephone. Nếu bị cài bàn á, bị cài bàn chờ. Monsieur. Ok. Mình. Mong telephone á. Hãy tôm bề bà tè thì lại thở đầy. Giờ lấy vi khói tiết chứ mà vi khói tiết. Ồ, đảm. Mà chưa phân nhanh. Đảm. Mà chưa phân nhanh lý nâng bà nọt. Ok, chăm sư phân nhá. Tại vì mình cài bàn đằng đó tập bất. Vì mình lấy là mình ơi nè. Một telephone này tôm bế mình ơi tê. Nó việc cài hỏi nè. Một xem tích. Bọn. Chân ở trong ca khơi bị ý chân. Chân ngay tập bạc mơ hiện tập xế. Nhưng cho nhau việc cài. Mới việc cài bàn mệt quá. Nè. Hay ở. Đi rong chưa khơi chặt xe lò chấn đó lò chấn miền pra cổ cổ tiền xe thì được gọi thế ở đây sẽ trò này liên tam với thủ không chờ mình vẫn sẽ xe được ai không chờ mười tám khi vừa đại có tham trong ao chờ từ mà chờ chú cài một chuyện là liên chặt xe mạch mạch từ đây sáng ra chẳng không chờ. Chỉ lòng bị kê nữa, chỉ lòng bị chỉ lòng được không mà chỉ xây tán lên đây chùm lòng. Vì mà sao? Chắc bạn kênh nó trở nên chụp. Tên là chế này. Ở đây chứ trong tranh này vậy dân chỉ xây ở kia chứ. Bạn ấy. Chụp người này chết đó. Ok. Mỗi nhà vậy à riêng từ xin mỗi kì. Telegram chụp. Ok đi. Ở lần đầu em sẽ copy chụp sẽ copy bà con xin. Vô bà con mong vô mà pha cho cài nữa mới cột cài ở đó. Cài mấy cái này. Em sẽ copy ấy là lời đi vô một ha. Ok lớn vì bạn là buồn nói chuyện thế ở đây em copy bẻ cái lá xin từ một thông gì trên. Ok ở đây là chưa nói viết cái nè để cài khỏi. Ok nếu viết cài nói
Je me lève. Auto say chẳng thế tàu chia. Kita kita hôm trước đó chính dương à khi khi nó càng còn cái đã tự nhà luôn tự xây ở ở ở ở xong cả về ở bên vậy vì nó cái cao ấy nó cái khi càng khó nữa ok đây là sis như làm mấy dương tự xây ở đây sis OK, physics âm nhân S, thế việc cào, vậy á. Chẳng ngờ đọc hai ba, nhưng mình đã xong thì đã rồi, nhé. Buổi tối déjeuner, nhé. OK, việc cào. Je déjeune. Bon, anh ấy hiểu. Après le cours, je rentre chez moi en bus et je déjeune. Je vais présenter les détails, les détails, trong tầng ngoài, les détails, tiền tông được cao, cao. Déjeuner, này cứ chỉ cao. Tông xin thì mình tông présenter chân ở bạch khoa lên. Là bất déjeuner có bán này, nhưng tôi sẽ kiểu. Après le cours, je rentre. Oh, nhưng tôi sẽ chỉ việc infinitive trước màn trắng. Né. Đi ăn bài trở lại nữa. Nè, nhưng tôi sẽ nè. Vì đã là phong bẹp ba déjeuner. Devrait être en place pa la phong bẹp ba déjeuner. Vì cái ớt trời mà rồi kia rồi tính. Vì chỉ phải phát biển. Kè rồi chẳng này. Tại có việc bạn chui cái bạn tràn này cho nghỉ chứ. Đó. Hay dừng đã viết ban tầm bản phía tế buồn nổi hàng phía tế. Ok. Chẳng là lấy clear và top. Vì cái. Ok. Hồi này lê cho em bấy tế. Đâu. Television dừng. Ở mình sọ. Né. Dừng cái cài tới chìa với. Hồi này. Je dîne généralement. Bất áp vậy chị, vì cái trời, nè. Tam mô ăn con đi, họ biến nó ngất khơi nó không đi xuống nhà, biến á, đều khơi nhỉ. Chừng biết từ từ lột chừng bị à rạch à, hay là bị, na vì miền khơi khơi miền nhỏ vậy mùi nè. Chừng là bất thở áp vậy nè, áp vậy nó phân đi. Bông, cái man chẩn, cái man chẩn, ok. Chẳng là bởi dân cho ấy dân ai xa pra nữa, nó dân cài với cài đó. Ok. Bông dân châu mà đo xua rô máu này là dây bì máu. Nè. Dân bởi bàn ký, kè lơ y lẽ. Rồi có mù ra về lơ. Xua máu đèn bì. Là dân cho nói y lẽ. Bì tơ, y lẽ nó vơ, y lẽ bì dơ. Tại tôi nó máu dân xì dầm rời nơi thời này đó. Tại tôi nó máu. Vì chỉ miên là không nè. Nè. Chưa nâng dậy bị mau nâng tích lại được mắng hay nâng dậy bị vẹp pronomina pronomino nè để tôi không mau sao á sao vậy mấy chú có mấy câu hỏi nhé viên không. Je n'ai pas de question, monsieur. Je n'ai pas de question. Très bien. Em đều một tiếng. Bon, chẳng thay sai dương kẻ tôn bằng máu. Dây bị máu. Nè. Ai đang máu nó gọi mình xây dựng rỡ nè nè đây nè. Nè. Thử màu hai. Nhưng cái lọc bỏ màu về pronomina. Nè. Điểm bài về pronomina. Nè. Ok. Ok, chẳng là giúp nâng chăm chưa upload video mê riêng nói nè ngày sốc hay nâng ế chăm chưa nha hay ta hãy đưa con nơi tỷ hot con nha tỷ mình nè nâng chưa.
Bonsoir, demain. Au revoir, monsieur. À demain.